lòng chung sức. Cha con tôi xin cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Thưa quý ơi, em biết là anh và con lên đến đầu đường xá chợ tìm em hay không? Bà con cô bác ơi, qua thấy cô bác sĩ thuộc có đến đâu không? Họ chỉ giúp tôi chứ. Quý ơi, hiện giờ em còn đâu? Anh đã bao đêm bao ngày mong ta sâu bên nhau trong hạnh phúc yên bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị nhiều. Đây là hai cha con đi vòng vòng nãy giờ. À, con bố luôn hả? Con bố đây phụ luôn hả? Con phụ chưa thôi ra sao con bố được? À, con bố bỏ vô điểm đi. Điểm đi con gái tôi lớn quá. Dạ. Con bố và bà con nãy giờ gấp nãy giờ đặc biệt bắt đầu với số đó nha. Với số không tờ là đi mấy á. Với số này là hai cha con chia nhau. Một chút là cuối chương trình cả nhà mặt bánh xe nha. Xem là các em Thùng thiện nguyện hôm nay có bao nhiêu đứa con bố luôn cả nhà. Hiện giờ là Thùng trên tay này là quyên góp hồi nãy. Trong khi chờ đến tiền này hát bài nó mất thời gian quá thôi. Dạ, và bây giờ cha con cho ông đếm tiền nha quý vị. Còn bài nữa hả? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đếm tiền sân khấu hơi khô thiệt. Nhưng mà vui. Vui là theo vui tấm lòng của tất cả quý vị. Của lòng nhiều. Đó tấm lòng vàng của quý vị đó. Dạ. Hai triệu rưỡi. Năm tờ số mấy tiền bạc luôn. Dạ. Dĩ số bao nhiêu hả? Dĩ số bà con bắt cho bao nhiêu hả? Rồi mời cho con hai tờ. Rồi 2.6. 2.6 cái quý vị, xin quý vị chào mấy nữa hả? 2.6 rồi mới sinh viên nãy nha, còn trong phần là tiếng kia. Dạ. Bỏ vô từ từ. Cái này chắc xuống đi một lần nữa mới được 2.6 nữa. Đó là cái niềm thánh diện của người Việt Nam chúng ta là như thế. Đó, có tấm lòng thương thân tương ái, nó làm được rất thích. Cảm ơn hai nghệ sĩ Hòa Dương và Thanh Tuyền và anh gái hỗ trợ cái bài hát rất là ý nghĩa. Nhờ bài hát này mà xin được 2.6. Dạ, cảm ơn ạ. Hai nữa hả? Bà nó 2.6 nha. Bà cha con đi dọc nữa. Vậy hả? Bây giờ bà con có bắt chịu không? Vậy không bà, chị đưa tay lên ạ. Đứng lên ạ. Rồi ai đưa tay có tiền vô nha. Trời ép người quá. Gài quá gài luôn. Anh chơi tóc đầu với dê. Dạ, quá là nhiều mà. Này tóc đầu mình kêu gọi thôi. Dạ. Ví dụ quý vị không có ủng hộ nhiều, ủng hộ ít. Không ủng hộ ít, ngồi nghe lỗ tay cũng được. Dạ, cũng vui rồi. Dạ. Bây giờ mời nghệ sĩ lên hát cái thanh nha. Để thanh nhìn xuống nha. Anh Bà Dương ơi, anh hát ít quá không được đâu. Lỡ là sẽ khấu hát lại lần. Dạ. Yeah. Mời anh hát lại với thanh đi chứ. Võ Đồng Sơ hay gì được. Với anh lên hát chút xíu thì đâu được vậy. Đúng rồi, không được. Đúng rồi, lên nói về con nghe cho đã tay coi. Nãy giờ nói nhiều rồi. Rồi thôi hôm nay thì nhân cái ngày cúng mẹ đồng quê thì cũng chúc cho bà con ở miền Bắc cũng như là miền Trung, miền Nam, ba miền của chúng ta luôn luôn được bình an, lợi lạc và gia đình luôn luôn may mắn và nhiều hạnh phúc. A Di Đà Phật. Và để tiếp theo chương trình, bây giờ Thanh muốn hát bài gì nói? Thì gì đó sơ đi, bài đó về thông dụng dễ dễ hát. Rồi, hai tình đồng chí cũng được, hát nào cũng được. Dỗ sơ bài thứ hai đi, ok.